bảy câu chuyện bảy bài học ý nghĩa cuộc sống này vốn dĩ cho đi sẽ được nhận lại theo cách này hoặc cách khác vì vậy nếu có cơ hội để được cho đi bạn đừng ngần ngại cùng vân anh lắng nghe những câu chuyện ngắn về cuộc sống dưới đây để có cho mình những bài học quý giá câu chuyện thứ nhất một miếng khi đói bằng một gói khi no lòng tốt nói tiếp lòng tốt câu chuyện này đã có kết quả mỹ mãn tức không ngờ Câu chuyện về cậu bé John Paul mồ côi sống trên đường phố Nairobi, Kenya là một minh chứng cho sự dịu kỳ của lòng tốt. Thoa kiếm sống qua ngày bằng cách đợi những chiếc ô tô dừng đèn đỏ và xin tiền qua cửa kính xe. Một ngày như bao ngày khác, Thoa chỉ tay xin tiền qua cửa kính xe của một người phụ nữ tên Gladys Khaman. Tuy nhiên, cậu rất tò mò về những máy móc, dây nhợ quấn xung quanh cô. Dù ngồi trên xe hơi, nhưng Khaman luôn phải đeo theo bên mình máy tạo oxy, máy phát điện và bình oxy. Sức khỏe của người phụ nữ 32 tuổi này đang phải vật lộn với sự sống. Một trong 12 cuộc phẫu thuật đã khiến cho cô bị hỏng dây thần kinh quan học và cô trở nên mù loà. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện về Khanman, cậu bé Thơ đã bật khóc nức nở vì nhận ra rằng có người còn khổ hơn mình. Ít ra cậu còn có sức khỏe, còn Khanman thì không. Thoa khóc to hơn vì không thể giúp được gì cho cô. Sau đó, cậu đã quyết định tặng cô hết số tiền mình kiếm được trong ngày và nắm tay an ủi cô. Một người đi đường sau khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện đã chụp ảnh và chia sẻ lên mạng. Lòng tốt nói tiếp lòng tốt, câu chuyện này đã có kết quả mỹ mãn tới không ngờ. Sau đó, Kaman đã nhận được hơn 80.000 USD, khoảng 1,8 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày cho cuộc phẫu thuật sắp tới của mình. Còn cậu bé John cũng được một người phụ nữ tên là Nishi Kwambugu nhận nuôi và hứa sẽ bảo trợ cho việc học của cậu đến khi hoàn thành bậc phổ thông. Bạn thấy đấy, ở hiền gặp lành, quả chẳng sai phải không? Những gì bạn làm chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Trên thực tế, người giúp người vì sự đồng cảm, vì tình thương, chứ chẳng mấy khi mong nhận lại sự hào phóng bên trong họ quả là tuyệt vời sống vị tha bao dung chắc chắn sẽ nhận lại quả ngọt bạn đâu chỉ sống cho riêng mình trong cuộc đời rộng lớn này đôi khi nếu không sống vì người khác tâm bạn cũng chẳng yên vì thế cứ rộng lòng mà sống cho người khác hạnh phúc chính là hương vị ngọt ngào nhất đang đợi bạn nơi cuối con đường câu chuyện thứ hai một ngày nọ trưởng thôn gọi hai chàng trai là brau và vớt đến và nói thôn ta đang bắt đầu thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo vì vậy cần phải tu sửa đường lớn và một cây cầu ở đây ta có hai con đường kiếm tiền một là công cụ hỗ trợ cho việc tu sửa cầu đường có thể kiếm được khoản tiền khổng lồ một cách nhanh chóng hai là một chồng sách nhưng cần phải có thời gian dài để nghiên cứu tìm ra cách kiếm tiền Vos không chần chừ lựa chọn công cụ sửa cầu, còn Rau là kiên định chọn trọng sách. Chẳng bao lâu sau, cái cầu bắt đầu được đưa vào thi công sửa chữa. Vết làm việc vô cùng chăm chỉ, ngày nào cũng mang về một khoản tiền công hậu hĩnh. Anh ta rất hài lòng về công việc hiện tại của mình. Còn Rau, mỗi ngày chỉ có ăn và đọc sách. Người nhà không ngừng phàn nàn về anh, đã không kiếm tiền được như Vết kia, lại chỉ biết ngồi ở nhà làm những việc vô bổ nhưng Brau không vì thế mà bị lung lay, vẫn kiên nhẫn học tập mỗi ngày. Một năm sau, First đã kiếm được khoản tiền khổng lồ để xây nhà. Họ hàng làng xóm đều không ngừng khen ngợi First thông minh tài giỏi, thậm chí còn tranh nhau đòi gả con gái cho anh. Còn Brau thì ngược lại, hãy bước chân ra đường lại phải nghe những lời dèm pha của hàng xóm so sánh với First. Ba năm sau, cầu đường cuối cùng cũng được sửa xong xe cộ bắt đầu tấp nập đi lại. Lúc này, Rao mới bắt đầu kế hoạch của mình. Anh xây một trạm xăng cách cầu 2 km. Bất kể ngày nắng hay mưa, chỉ cần có xe đi qua thì rau đều có thu nhập. Về phía First, do cầu đã được sửa xong nên công việc của anh cũng không còn. Số tiền mà bản thân vất vả kiếm được cũng bị thối tiêu xài hoang phí quanh đốt sạch. Bất lực, Voss đành phải ra ngoài tiếp tục kiếm công việc mới còn tháng ngày tốt đẹp của rau bây giờ mới thực sự bắt đầu đây chính là sự khác biệt trong tư duy của kẻ nghèo và người giàu rau chú trọng đến lợi ích lâu dài còn vết chỉ dừng lại ở lợi ích ngắn hạn người giàu học cách đầu tư và quản lý trong khi người nghèo chỉ lao đầu theo hướng lao động chân tay kiếm lợi trước mắt đây chính là tầm quan trọng của trí tuệ có một suy luận rất nổi tiếng nếu hôm nay bạn mang tài sản của cả thế giới chia đều cho tất cả mọi người, không bao lâu số tiền ấy vẫn sẽ quay lại túi của chủ cũ. Người vốn đã giàu thì vẫn giàu, người vốn không có tiền thì vẫn nghèo mà thôi. Bởi sự khác biệt lớn nhất giữa kẻ giàu và người nghèo không phải nằm ở việc trong ví của họ có bao nhiêu tiền, mà chính ở sự khác nhau trong cách đối nhân sự thế. Câu chuyện thứ ba những người thật sự xuất sắc không bao giờ đi đường tắt. Và ngày trước, tôi có đọc được đoạn hội thoại giữa một giáo viên piano và một ứng viên ứng tuyển vào trung tâm dạy piano của cô ấy. Ứng viên 23 tuổi vẫn đang học đại học, tuy nhiên yêu cầu công việc lại cần giáo viên toàn thời gian. Kết quả, ứng viên sau khi biết mình không phù hợp yêu cầu đã trực tiếp buông những lời không hay trong khi cv của ứng viên này khi giới thiệu bản thân có viết giỏi giao tiếp nhẫn nại trách nhiệm sẵn sàng làm theo yêu cầu của cấp trên vậy mà chỉ sau khi biết không hợp nhau lập tức cho thấy được bản chất thật sự của mình có người hỏi tôi rằng các bạn trẻ bây giờ đều nóng nảy bốc đồng như vậy ư có lẽ vậy thế hệ trước khi đi phỏng vấn phần lớn đều rất lịch sự lễ phép dù có trúng tuyển hay không thì vẫn luôn cố gắng để lại ấn tượng tốt trong lần đầu gặp gỡ và nói chuyện người trẻ bây giờ thích là thích không thích thì thể hiện cá tính của mình thực ra không phải vì họ nóng nảy hơn hay như thế nào mà bởi lẽ cơ hội để họ lựa chọn đã trở nên nhiều hơn thế hệ khi công nghệ chưa phát triển ngày xưa còn nhớ chúng ta khi còn nhỏ khi được hỏi ước mơ sau này là gì câu trả lời của chúng ta về cơ bản đều là giáo viên bác sĩ nhà khoa học phi hành gia cảnh sát vì sao ước mơ của chúng ta lại khác nhau như vậy bởi lẽ ở thời đại đó có nằm mơ chúng ta cũng không nghĩ được rằng sẽ có những nghề nghiệp kiểu như livestream bán hàng dịch vụ thuê người yêu ảo review đồ nếu bạn chơi điện tử mà chơi ra gì thì còn có thể làm giáo viên hướng dẫn gần đây Việc một sinh viên năm tư của Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh đã có một cuộc trò chuyện qua video dài 18 phút với CEO Khúc của Apple đã trở nên rất hot ở đất nước này, thu hút tới 200 triệu lượt xem video. Có cư dân mạng nói: "Tôi mua iPhone vẫn còn phải trả góp, vậy mà có người 22 tuổi đã được ngồi đó nói chuyện với CEO của Apple." Có thể giao tiếp mạch lạc với Khúc lại còn được tương tác trên Weibo sinh viên này chắc chắn không phải người bình thường. Cậu sinh viên tên là Hà Thế Kiệt, là một tech influencer nổi tiếng tại Trung Quốc. Các video đánh giá về điện tử công nghệ của cậu sinh viên này đều nhận được vô cùng nhiều lượt xem. Thế hệ thanh niên hiện đại ngày nay chỉ cần dựa vào mạng xã hội thôi cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nghe nói Hà Thế Kiệt đã thành lập công ty riêng, tự chủ phát minh ra một ứng dụng có tên khóa thời gian với mục đích chữa chứng nghiện điện thoại. Tuy mới là sinh viên năm tư, nhưng tương lai dường như là vô hạn đối với cậu. Mô hình lợi nhuận của rất nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội cũng đều giống như Hà Thế Kiệt. Thông qua các video hoặc livestream, số lượng người theo dõi tăng. Sau khi có một lượng người theo dõi nhất định, chủ kênh có thể nhận quảng cáo, thậm chí chỉ dựa vào điểm thưởng của nền tảng thôi, cũng có thể kiếm được không ít tiền. Cứ như vậy, ngày càng có nhiều người trẻ cho rằng làm người nổi tiếng trên mạng xã hội là một nghề vừa nhẹ nhàng là vừa kiếm được nhiều tiền. thậm chí có những thanh thiếu niên ngay từ sớm đã lập chí đi theo con đường này. Xin hùa một trang của Trung Quốc đã làm một nghiên cứu khảo sát những người trẻ sinh sau năm 95 trở đi. Theo đó kết quả cho thấy 48% lựa chọn sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm công ty còn 54% trong số những người lựa chọn làm việc độc lập lại có thiên hướng đi theo hướng sử dụng mạng xã hội để kiếm tiền. Nguyên nhân là bởi làm người nổi tiếng trên mạng xã hội thì không cần học hành lại kiếm được tiền nhanh. Tuổi thơ của chúng ta lớn lên với từng trang sách, từng cuốn truyện hay chiếc máy điện tử xếp gạch. Trẻ con ngày nay phần lớn thời gian đều cùng với chiếc điện thoại hàng ngày xem những video mà thậm chí còn không phù hợp với độ tuổi. Rất nhiều người trẻ bây giờ cho rằng làm người nổi tiếng trên mạng xã hội dễ dàng hơn chuyện học hành rất nhiều. Tác giả Stefan Zweig trong cuốn Marie Antoinette của mình có viết Cô ấy khi đó còn quá trẻ, không biết rằng tất cả những món quà của vận mệnh đều âm thầm chứa một cái giá ở bên trong. Đời người làm gì có đường tắt? bất cứ một thành công nào cũng đều cần chúng ta đầu tư vào đó một khoảng thời gian và những nỗ lực vô cùng lớn. Bạn cho rằng Lý Gia Kỳ, ông Hoàng livestream bán son của Trung Quốc, kiếm tiền dễ dàng. Chỉ cần mở miệng ra là kiếm được một đống tiền, mà không biết rằng mất 6 năm để anh từ một nhân viên giới thiệu mỹ phẩm tới cái danh vọng ông Hoàng son môi. Khi mới bắt đầu livestream bán hàng, anh chỉ có thể phát trực tiếp trong một căn phòng nhỏ hẹp mỹ phẩm bài ra khắp nhà, không có trợ lý, chỉ một mình tác chiến. Tương tự như vậy, có thể bạn thấy Hà Thế Kiệt, người nói chuyện với CEO của Apple rất là ngầu, mà không biết rằng khoảng thời gian cậu quyết định bắt đầu làm video, cậu đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày duy trì ở mức tối giản nhất có thể. Một năm đạt tới hơn 300 lần thức ăn nhanh. Mỗi một kịch bản cho một video phải chuẩn bị mất 2 tuần trước khi quay đọc đi đọc lại 5 lần, thức đêm chỉnh sửa video là chuyện như cơm bữa. Cuối cùng, vào tháng 6 năm 2019, những nỗ lực của cậu đã được nhìn thấy. Một video review về mạng 5G của cậu trở nên vô cùng phổ biến. Lượng người theo dõi trên Weibo, tương tự Facebook, trong nháy mắt tăng lên hơn 600.000. Trên Bilibili, tương tự YouTube, tăng lên hơn 1 triệu người. Phó chủ tịch Apple thậm chí còn trực tiếp và bình luận trên trang cá nhân của cậu. Cậu còn từng được trò chuyện với Lee Jun, CEO của Xiaomi, từng được lên đài truyền hình trung ương Trung Quốc và các cuộc trò chuyện với CEO của Apple. Trên thế gian này không có cái gọi là thiên tài, cũng chẳng có ai có thể cả đời ngồi mát ăn mát vàng. đằng sau mỗi một nhân vật nổi tiếng, bạn thấy trên mạng xã hội, mỗi một người giàu, một triệu phú, một tỷ phú đều là những nỗ lực những giọt mồ hôi mà bạn thậm chí còn không tưởng tượng được người thực sự ưu tú sẽ không bao giờ đi đường tắt bất kể lựa chọn phát triển con đường sự nghiệp công việc của mình theo hướng nào nghiêm túc phát triển nghiêm túc lấy thực lực ra để nói chuyện đó mới là chính đạo cũng giống như có người từng nói người thông minh luôn dùng những cách ngốc nhất cách ngốc nhất chính là nỗ lực bằng chính đôi bàn tay bằng chính sức lực của mình đừng bao giờ cho phép mình có một cái suy nghĩ rằng làm nghề nào đó vì việc nhẹ lương cao kiếm tiền nhanh trên đời này không tồn tại cái nghề nào gọi là việc nhẹ lương cao cả bạn bỏ ra bao nhiêu bạn sẽ kiếm lại được bấy nhiêu thời gian sẽ không phụ lòng bất cứ ai chỉ cần bạn đủ nỗ lực vận mệnh tuyệt đối không bạc đãi bạn câu chuyện thứ tư nếu có cơ hội quát ship, bạn sẽ lớn tiếng như thế nào? Trong buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng đột nhiên đưa ra câu hỏi khiến tôi ngớ người. Nếu cho bạn cơ hội chuỗi ship, bạn sẽ chửi thế nào? Hiện nay, việc đưa thêm những câu hỏi ngoài lệ vào phỏng vấn dường như không còn xa lạ đối với ứng viên và nhà tuyển dụng. Trang web tư vấn nghề nghiệp Glassdoor của Mỹ đã thu thập một loạt những câu hỏi kỳ quái mà các ứng viên đã phải trải qua như nếu có chiếc máy in tiền có thể sử dụng cả đời bạn sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mua nó nếu bạn là người duy nhất may mắn sống sót trong một vụ tai nạn bạn sẽ làm gì làm thế nào để mô tả màu vàng cho người mù hiểu đọc xong câu hỏi tôi thậm chí còn có thể hình dung ra khuôn mặt ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi của ứng viên đây rõ ràng là những câu hỏi vô cùng buồn cười mà vô lý đừng nói các bạn sinh viên mới ra trường ngay cả những SA lão luyện cũng chưa chắc đã trả lời được. Cách đây không lâu, tôi có đọc được bài viết của một cậu bạn tên Shin, bài tỏ bức xúc trước câu hỏi lắt léo của nhà tuyển dụng. Tôi là Shin, là một nhân viên văn phòng bình thường trong một công ty mới thành lập. Sự hồ đồ cùng chút bồng bột của tuổi trẻ đã khiến tôi có những nhận thức non nớt về cuộc đời, và hai năm liền tôi vẫn không được tăng lương. Tôi quyết định nghỉ việc và tìm kiếm cho mình một cơ hội mới người phỏng vấn tôi lần này là một sa người mỹ qua câu hỏi giới thiệu bản thân anh ta đột nhiên đưa ra câu hỏi mà đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy nếu cho bạn cơ hội chửi ship bạn sẽ chửi thế nào mặc dù làm việc đã nhiều năm cũng đã có nhiều kinh nghiệm và kiến thức tương đối thăm sâu tuy nhiên cú đánh bất ngờ này khiến xin trở tay không kịp miễn cưỡng trả lời nước đại. Cuối cùng, cậu trực tiếp bị loại khỏi vòng phỏng vấn. Vậy, phải làm thế nào mới có thể đánh trúng mục đích của nhà tuyển dụng? Trước hết, đừng vội vàng có suy nghĩ nên mắng xếp câu gì. Phỏng vấn thực chất là một hình thức vấn đáp để kiểm tra năng lực và khả năng làm việc của ứng viên. Khả năng này có thể được chia thành 5 phương diện. Trình độ chuyên môn, tinh thần làm việc, đặc điểm tính cách, năng lực cá nhân và văn hóa doanh nghiệp. Trình độ chuyên môn đương nhiên được coi là ưu tiên hàng đầu. Doanh nghiệp là một tổ chức thu lợi nhuận, bao gồm hàng loạt những nhân viên có trình độ chuyên môn cao. Chức vị có thể khác nhau, nhưng năng lực chắc chắn phải được công nhận. Trình độ chuyên môn luôn luôn là phần dễ nhận thấy và dễ kiểm tra nhất. Công ty luôn là một tập thể làm việc theo nhóm và đặc điểm tính cách luôn luôn quan trọng hơn khả năng chuyên môn một nhân viên cho dù năng lực tốt đến mấy nhưng nhân cách tồi tệ vậy cuối cùng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp thậm chí còn khiến cả tập thể bị vạ lây do đó phỏng vấn chính là lúc để nhà tuyển dụng có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về tính cách của ứng viên năng lực cá nhân nói theo cách khác đó là những tri thức và kinh nghiệm làm việc của ứng viên ngoài trình độ chuyên môn các doanh nghiệp cũng luôn yêu cầu rất cao về khả năng giao tiếp năng lực thuyết phục khách hàng lên kế hoạch chính vì lẽ đó việc đặt câu hỏi trong cuộc phỏng vấn trở nên vô cùng quan trọng một nhà tuyển dụng chuyên nghiệp chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra những câu hỏi vô nghĩa đằng sau mỗi câu hỏi đều thể hiện lập trường riêng biệt của doanh nghiệp nhằm mục đích kiểm tra và đánh giá một cách toàn diện năng lực của ứng viên cuối cùng hãy quay lại câu hỏi nếu cho bạn cơ hội chuỗi ship bạn sẽ chửi thế nào? Bạn có thể trả lời, xin lỗi nhưng em không thể mắng sếp được. Em sẽ tìm hiểu rõ lý do tại sao anh lại bảo em đi mắng người khác. Anh có gì không hài lòng về sếp và mong muốn sếp thay đổi chỗ nào, anh có thể nói với em. Sau đó em sẽ ghi lại và gửi cho sếp. Câu trả lời của sếp em sẽ phản hồi lại cho anh qua email à? Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn không trả lời. Công việc đương nhiên quan trọng Tuy nhiên, nếu bản thân cảm thấy không phù hợp, hãy lựa chọn từ chối và ra về. Nếu bạn gặp phải câu hỏi như vậy, bạn sẽ trả lời thế nào? Câu chuyện thứ năm Sự yêu thương sai lầm Với lối giáo dục cực đoan, suýt chút nữa, bà Tăng Học Mai đã đẩy con mình vào cuộc sống của một người thất bại. Là con một trong một gia đình bình thường ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, ngụy vĩnh khang sớm được bố mẹ chú trọng đến học tập mẹ của ngụy là một nhân viên bình thường trong cửa hàng bách hóa bố bị di chứng chiến tranh cuộc sống cũng không khám khá bởi thế mẹ của ngụy đã dồn hết hy vọng vào đứa con trai hai tuổi ngụy vĩnh khang đã học thuộc một ngàn ký tự tiếng trung và ngâm thơ cổ bốn tuổi ngụy học xong tiểu học tám tuổi thi đỗ trường trung học trọng điểm của tỉnh tới mười ba tuổi Ngụy Đỗ khoa Vật lý, Đại học Tương Đàm trở thành sinh viên trẻ nhất tỉnh Hồ Nam lúc bấy giờ. Ngụy Đỗ khoa Vật lý, Đại học Tương Đàm trở thành sinh viên trẻ nhất tỉnh Hồ Nam lúc bấy giờ. 17 tuổi, Ngụy hoàn thành bậc cử nhân, được nhận vào hệ sao đại học của viện Vật lý năng lượng cao, thuộc viện Hàng Lâm Khoa học Trung Quốc. Khi ấy, Ngụy Vĩnh Khang là tấm gương của nhiều đứa trẻ và cách dạy dỗ thần đồng này khiến nhiều phụ huynh vô cùng ngưỡng mộ. Thậm chí, nhiều người còn tung hô ngụy là huyền thoại của nền giáo dục Trung Quốc. Với ước mơ con mình sẽ trở thành một nhà văn, mẹ của Ngụy Vĩnh Khang ép con đọc sách. Nếu như những đứa trẻ cùng trang lứa được vui chơi thì Ngụy Vĩnh Khang phải bịt tay không được nghe những tiếng động ở ngoài cửa để đọc sách hiền triết. Mẹ của Ngụy chấp nhận làm mọi việc để con tập trung học hành, từ giặt giũ, nấu nướng, thậm chí còn tự tay đút cơm đánh răng mang bô tới cho con tiểu ngay cả khi con đã vào đại học tức khi ngụy đỗ viện khoa học trung quốc làm nghiên cứu sinh bà tăng học mai nhận được yêu cầu con trai phải sống và học tập một mình từ nhà trường rời xa vòng tay mẹ ngụy vĩnh khang không biết cách sống trời lạnh đến mấy ngụy cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng ngụy không biết cách giao tiếp với bạn bè không gian nơi ở thì bừa bộn bẩn thỉu tháng 8 năm 2003, Ngụy bị cho nghỉ học vì lý do thiếu kỹ năng chăm sóc bản thân, không thích nghi với môi trường nghiên cứu. Sau cú sốc ấy, bà tăng học Mai tức giận con trai mà không hề liên lạc trong một thời gian dài. Ngụy Vĩnh Khang đi lang thang nhiều nơi, làm việc tại một số chỗ nhưng cũng sớm chia tay với lý do không phù hợp. Đó cũng là một kinh nghiệm sống tốt cho Ngụy. Bên cạnh đó, mẹ của Ngụy Nguyễn cũng đã đưa con về nhà để hướng dẫn lại mọi việc đơn giản nhất, bắt đầu từ tự ăn và tự tắm giặt. Cuộc sống của Ngụy dần giống với những người bình thường, anh kết hôn với mối tình đầu và sinh con trai đầu lòng. Nói về con trai, bà tăng đã thấy sự sai lầm của mình trong cách giáo dục, vì chỉ chú tâm đến giáo dục trí thức và thi cử mà quên giáo dục tinh thần tự lập và các kỹ năng sống cho con. Thậm chí ngay cả khi vợ chồng con trai muốn mẹ lên thành phố sống cùng, bà đều từ chối để con được sống tự do và hy vọng tuổi thơ của cháu trai được hạnh phúc như những đứa bạn cùng trang lứa. Câu chuyện thứ sáu, Đại bàng nhổ lông Ai cũng muốn bản thân trở nên giàu có, thành công, nhưng có đáng để bạn bất chấp mọi thứ. Đại bàng từ lâu đã là loài chim thống trị bầu trời, một ngày trời xanh trên không trung cao vút có hai con đại bàng sải cánh bay một con bay rất nhanh con kia có vẻ bay chậm hơn và đại bàng chậm vẫn luôn ganh ghét đố kỵ với con đại bàng bay nhanh còn lại một lần con đại bàng bay chậm bỗng xa bẫy của một người thợ săn chất mẫm không thể thoát được phen này nó liền van nài người thợ săn hãy tha cho mình nói rằng bản thân vốn bay chậm nếu bắt được cũng chẳng lấy gì làm kích thích phía trước có một con đại bàng bay nhanh cầu xin thợ săn hãy dùng mũi tên bắn đại bàng bay nhanh như vậy mới thỏa hứng thú săn bắn người thợ săn nói đúng vậy ta chỉ thiếu một chiếc lông trên mũi tên ngươi có thể nhổ một chiếc lông của ngươi cho ta được không dứt lời đại bàng chậm không ngần ngại bèn rút ra một chiếc lông và ném cho người thợ săn nó mừng thầm là sắp có thể không cần nhìn thấy kẻ thù của mình ngày ngày vung vút trên trời cao người thợ săn bắn trúng mũi tên nhằm vào con đại bàng đang bay nhanh mà bắn nhưng không trúng đích chỉ vì nó bay quá cao người thợ săn thảo luận với con đại bàng bay chậm và nói nhổ một chiếc lông khác thì sao con đại bàng nói được nó rút một chiếc lông khác cho người thợ săn tuy nhiên hết lần này đến lần khác người thợ săn vẫn không thể bắn trúng bằng cách này lông đại bàng chậm lần lượt bị nhổ hết cho dù như vậy, đại bàng nhanh vẫn không hề bị bắn hạ. Lúc này, đại bàng chậm trên người trụi lơ không còn một cọng lông. Từ một con đại bàng bay chậm, đến giờ nó thậm chí không thể bay được nữa. Người thợ săn quá chán nản khi không thể chinh phục được nang đề kia, nhưng vẫn thấy an ủi vì con đại bàng trước mặt liền mỉm cười nói. Ở đây có một con đại bàng không biết bay, sao còn phải bắn đại bàng trên trời? Sau đó, người thợ săn cầm lấy con đài bàng trụ long xách đi về nhà. Bạn đã học được bài học nào qua câu chuyện trên chưa? Có hai tiết lộ muốn gửi đến mọi người như sau. Bài học đầu tiên, mưu tính hại người cuối cùng lại hại đến thân. Tự muốn đào một cái hố cho người khác, nhưng ai ngờ là trở thành nấm mồ của chính mình. Chính là ứng với câu nói trong kinh thánh, kẻ đào hố đào sâu rồi bất cẩn lại rơi vào cái hố của chính mình mọi người đều thấy điều gì đẩy đại bàng chậm đến bước nhổ trụ lông của mình đó là sự đố kỵ không thể kìm nén nó không muốn nhìn thấy càng không thể chịu đựng được con đại bàng khác bay cao hơn mình nhanh hơn mình đố kỵ là khởi phát của mọi điều ác khi sự tức giận và đố kỵ lên đến cực điểm chúng ta không thể lường trước được bản thân có thể làm ra chuyện gì để cho con ma của sự ghen tuông mù quáng điều khiển một ngày không xa bạn sẽ biến thành bộ dạng chính mình cũng căm ghét hãy học cách biết ơn học cách vui vẻ với thành công của người khác thử nghĩ xem ai mà tức giận tuổi thân khi nhìn thấy anh em bạn bè mình giỏi giang năng lực và gia cảnh của mỗi người là khác nhau chính vì vậy ngay từ điểm xuất phát giữa bạn và những người xung quanh đã có sự chênh lệch rồi bỏ xuống sự đố kỵ, chấp nhận bản thân mình cũng chính là cách để bạn vui vẻ mỗi ngày và tiến gần hơn với thành công của bản thân. Bài học thứ hai, càng trên cao càng an toàn. Hãy nghĩ về con đại bàng trong khung, tại sao nó không bị bắn hạ? Đó là bởi vì nó có thể bay cao và bay nhanh. Không thể có giới hạn nào đóng khung được nếu bạn có ý chí nỗ lực chứng tỏ bản thân. Không ngừng tiến xa mỗi ngày Người ba cao không sợ đi dài nhỏ Đối với những kẻ đố kỵ mà nói Bằng cách phơi trải năng lực và kinh nghiệm Thực tế bạn đã thắng tâm phục khẩu phục rồi Trong cuộc sống không phải ai cũng luôn ganh ghét Với tài năng của người khác Nhưng chỉ cần bạn ở trong môi trường Luôn có kẻ muốn lấn lướt kìm nén mình Nhất định phải nhớ rằng Cách duy nhất để phòng vệ tốt Chính là vượt lên trên tất cả chỉ có nơi cao tầm nhìn mê thoáng điều sai lẽ phải khi đó trong lòng sẽ tự có đáp án chúc các bạn hãy là đại bạn bay cao bay nhanh chúc các bạn luôn tiến lên trên mọi nẻo đường câu chuyện thứ bảy mời sếp đi ăn ai ngờ bị sếp dắt mũi rủ bạn bè kéo đến nhà hàng đắt tiền tôi nên làm thế nào định mời mỗi sếp đi ăn nào ngờ sếp gọi cả bạn bè đến nhà hàng sang trọng khiến tôi phải khóc ròng mà thanh toán. Trương Hiểu Giai làm việc tại công ty đã được 6 năm. Hôm nay cuối cùng anh cũng được thăng chức lên trưởng phòng. Sau khi tham khảo ý kiến của bố mình, Hiểu Giai quyết định mời sếp một bữa cơm để cảm ơn. Nhận được lời mời, sếp vui vẻ đồng ý, còn nói thêm. Để anh gọi thêm mấy cậu bạn nữa cho vui, hai người ăn với nhau buồn tẻ lắm. Nghe lời bố dặn, Hiểu Giai cẩn thận hỏi sếp. Không biết anh thích món gì anh xem có nhà hàng nào ngon không? Sếp liền chỉ điểm ngay đến một nhà hàng cao cấp. Buổi tối, bạn bè của sếp đến rất đúng giờ, lại toàn là những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh. Những người này cũng không biết khách khí là gì, chọn toàn những món đắt tiền. Hiểu dai nhìn giá tiền trong menu, trong lòng không khỏi xót ruột. Bữa cơm bắt đầu, hiểu dai ngoài lúc đầu nói những câu chào hỏi và cảm ơn, cả bữa cơm gần như trở thành sân khấu của sếp họ bắt đầu nâng chén cụng ly vô cùng vui vẻ náo nhiệt. Duy chỉ có hiểu dai, cảm thấy khó chịu. Dường như anh chỉ là người đứng dựng sân khấu, còn người khác thì tụ tập hát họ. Đến lúc thanh toán, lòng hiểu dai đau như cắt bởi có vài người ăn mà hết tận gần 15 triệu. Anh ngạc nhiên khi thấy trong hóa đơn tự dưng mọc thêm hai bao thuốc hàng hiệu hơn 3 triệu. Nhân viên phục vụ giải thích rằng tài xế của sếp đã mang đi từ vừa nãy. Hiểu giai đương nhiên có chút bực tức và muốn đi về ngay lập tức. Anh gọi điện cho bố, bức xúc vì cảm giác như bị người ta dắt mũi vậy. Bố bình tĩnh bảo anh thanh toán trước rồi mai xem sếp nói gì. Buổi chiều ngày hôm sau, sếp gọi Hiểu giai đến phòng làm việc, tươi cười khen ngợi anh. "Tối hôm qua em làm tốt lắm, mấy cậu bạn anh còn khen là em hiểu chuyện nữa." Sau này cứ giữ liên lạc với bọn họ biết đâu lúc cần họ còn giúp em bằng mấy lần bữa cơm hôm qua đấy. Tối hôm qua hết chắc phải hơn 10 triệu đấy nhỉ. Ngày mai em mang hóa đơn đến anh ký thanh toán cho. Hiểu dai ngạc nhiên sững người. Đúng là bố anh đã nói đúng. Anh cảm ơn rồi xin phép ra ngoài. Đi qua bàn trà của sếp, Hiểu dai vô tình phát hiện trên bàn đặt hai bao thuốc có trong hóa đơn hôm qua. Anh thầm ô lên một tiếng như hiểu ra điều gì câu chuyện này có lẽ rất nhiều người đã từng trải qua bạn là người đãi khách đương nhiên phải là người trả tiền vì vậy bắt buộc phải nắm chắc thế chủ động chứ đừng để người khác chất mũi có những phục vụ vô cùng tinh ý họ chỉ cần nhìn người gọi món đã biết ngay nguyên tắc trên bàn rượu cố ý cho khách mang đồ ngon rượu quý về để bắt chẹt tâm lý của người thanh toán khiến họ phải ngoan ngoãn trả tiền có những phục vụ còn cố tình mượn gió bẻ măng. Tôi đã từng bắt gặp một nhân viên giấu chai rượu quý ở phía sau rèm cửa. Vì vậy, nhất định bạn phải dặn trước nhân viên thu ngân. Tôi là người thanh toán, nhưng thứ gì không được sự đồng ý của tôi mà tự ý mang đi thì tôi sẽ không trả tiền. Khi thanh toán phát hiện tài xế của ship tự ý mang thuốc lá hàng hiệu về, bạn phải làm sao? Tài xế tự ý mang đồ đi đôi khi vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt bởi đó là người của sếp không nên đắc tội vẫn hơn anh ta có thể không giúp gì cho bạn nhưng lại có thể làm hỏng chuyện tốt của bạn bất cứ lúc nào trong những tình huống như vậy hãy khôn khéo chuyện thế bị động sang chủ động tôi thật sự không biết ai đã cầm đi lúc này nhân viên chắc chắn sẽ đưa bạn đi tìm tài xế kia nhìn thấy tài xế hãy cứ giả bộ bất ngờ lão vương ạ à, xem ông kìa, lấy đồ cũng không nói với tôi một tiếng. Sớm biết ông thích loại này, tôi đã tặng ông từ lâu rồi. Hành động như vậy có ba mục đích. Thứ nhất, nhắc nhở anh ta, ông đừng có bắt nạt tôi, nhịn thì nhịn, nhưng cái gì cũng có mức độ của nó. Thứ hai, ông lén mang đồ đi để gây khó dễ cho tôi. Tôi tặng ông hai bao thuốc coi như giữ thể diện cho ông. Thứ ba, cảnh cáo anh ta, sau này tôi mà có làm sao hay mất mát gì, người tôi nghi ngờ đầu tiên chính là ông. Và đặc biệt hãy nhớ rằng, trong mọi trường hợp đều phải bình tĩnh. Sếp của Hiểu Dài là một cao thủ vô cùng thông minh và lão luyện. Gặp phải lão hồ ly như vậy, tốt nhất không được liều lĩnh mà hành động theo cảm tính. Nếu khi ấy, Hiểu Dài không vượt qua được thử thách này, quay đầu đi về không chịu thanh toán, thì có lẽ chức vụ này trong tay anh cũng bị phục mất bởi lãnh đạo không chỉ theo dõi cách bạn mời khách mà còn quan sát thái độ đối nhân sự thế của bạn nhẫn nhịn bạn sẽ được trọng dụng còn nếu không bạn sẽ ngày càng bị phớt lờ bởi chính những con người cấp trên cũng nhờ trải qua như vậy mới có thể trưởng thành chỉ có người từng trải mới thấu được xã hội thâm hiểm đến mức nào và chỉ có người từng trải mới có thể bình tĩnh mà vượt qua mọi khó khăn thử thách lãnh đạo có lòng dịu dắt bạn, cho dù bạn về công hay tư, bạn đều phải biết cảm ơn một cách chân thành. Bất kỳ ai cũng mong muốn được cấp dưới của mình biết ơn và nhớ tới. Bởi không ai muốn phải nuôi những con sói phong ân bội nghĩa cả. Chỉ cần một lời cảm ơn chân thành cũng đủ khiến đối phương mãn nguyện và hài lòng. Do đó, một khi được thăng chức, hãy biết bài tỏ lòng biết ơn một cách thông minh và khôn khéo nhất.